Xin chào anh em nha. Bên mình thanh lý một con men Bosa. Có model là 2135AL nha. Con này là lát IT. Giờ mình sẽ đi thẳng vô quay sơ sơ nội thất cho anh em coi luôn. Đây. Hàng chính hãng của Bosa trưng bày nha. Đây mình kéo về anh em nào thích thì lấy. Cục tăng phô rất chi là to luôn, đồng. Nó là dòng men cao cấp đi đồng bộ với lại la ray của hãng luôn. Hai bên mít. Công suất ở 8 ohm là 1350W, còn công suất ở 4 ohm là 2400W trên một kênh. Cái này thì tiếng rất là đẹp, mình có thể đánh full shop tùy ý luôn. Cái này là phần quạt tản nhiệt của nó nè, rất là chất lượng nha. Trên đây là bo mạch công suất tụ nè. Đây là mặt trước của máy nha, bao gồm hai kênh. Đó. Con này là size 3U, 3U nguồn tăng phôi xuyến đầu. Dây nguồn rất là to nha, lấy cầm dây nguồn lên. Đây, cái này là chui cắm nguồn. Đó. Dây nguồn của nó luôn, đi kèm theo. Hàng trưng bày thanh lý nha anh em, ai cần thì liên hệ bên mình. Con này thì thanh lý giá 10,5 triệu nha, nhanh gọn lẹ luôn. Đây. Xô là chi tiết ruột rang nội thất bên trong nha, mình quay kỹ chút nè. Cái này nó có 28 sò với lại là 28 sò 6 phét là 8 phét đó, nhớ không rõ lắm nhưng mà cụ thể là 28 sò với lại 6 phét nữa nha. Nói chung là nó rất là mạnh luôn, anh em đánh full đôi, súp đôi, súp kép thoải mái, súp con 125 đánh vô tư luôn, rất là mạnh luôn nha. Rồi giá thanh lý là 10,5 triệu, nói chung là hàng mới, có thùng hộp đầy đủ luôn, trưng bày cho nên thanh lý giá rẻ nha, 10,5 triệu. Rồi anh em nào chốt con này thì liên hệ số điện thoại cửa hàng bên mình 0938641445. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.